Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh đào Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay em quay lại cho các bác xem những cái cây đào mà đợt vừa rồi em cũng đã hướng dẫn các bác cách ghép. Đấy, thì hôm nay thời gian của nó được hơn chục hôm rồi thì cây nó bắt đầu nó nảy mầm rồi các bác ạ. Thì hôm nay em quay lại cho các bác xem. Đấy, đây là những cái chỗ cây mà em ghép được hơn 1.000 cây để chuẩn bị tháng 11 này gửi vào cho một anh khách ở tận trong Kiên Giang ấy. Đấy. Thì hôm nay em quay lên cho các bác xem. Đây này, như cây này hôm nọ em hướng dẫn các bác ghép thì hôm nay nó đã nảy mầm rồi các bác. Đấy, cây này nó đã bắt đầu nảy mầm rồi các bác này. Nó khác tự đẩy đẩy hết đẩy mắt lên xuyên qua là cái túi bóng này nha các bác. Đấy, cái túi bóng này là cái băng tan nên là nó sẽ đẩy lên thôi. Đấy, như cây bên kia cũng đã đẩy lên này. Đấy, nó chuẩn bị đẩy ra. Đấy, cái cách ghép này thì cũng rất là đơn giản thôi nha các bác. Thì đợt vừa rồi em cũng đã hướng dẫn mọi người rồi. Nếu như các bác nào mới xem được cái video thì các bác có thể xem lại video để học cách uốn. Đấy, còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem những cái cây nào nó khỏe là nó đã đẩy bật hết mầm lên rồi các bác ạ. Tỷ lệ sống của nó đạt 95% nha các bác. Cái mùa này ghép tưởng là khó nhưng mà không khó đâu, đơn giản lắm các bác ạ. Đấy. Đấy, như cây này nó đã nảy mầm ra các bác này, nó đẩy túi bóng ra kìa. Đấy, sau khi đẩy hết cái mầm này ra rồi thì mình đi phun thuốc phòng trừ sâu lục thân luôn cho cây nhé các bác. Thì cái mầm này nó sẽ không bị sâu lục thân thì nó sẽ bật lên thôi. Còn sau khi nó nảy mầm thì cây này của em cắt cụt đến luôn đến đây này các bác này. Đấy, sẽ lại thu ngắn lại cái cây chủ, cắt đi. Và mình phun thuốc phòng trừ sâu lục thân nhé các bác. Đấy, còn đây này, bên những cây này đã gần nảy mầm gần hết rồi các bác này. Đấy. Cây khỏe thì nó đã đẩy túi bóng, đẩy băng tan hết ra này. Đấy. Thì sau khi nó nảy mầm thì các bác phải cắt cụt đi như này nhé các bác. Ngày trước đấy thì là chỉ cắt ở đoạn trên cao như này thôi. Cắt tầm trên này, cấu mỗi cái ngọn đi thôi. Thế nhưng mà nó một khi nó đã nảy mầm rồi thì các bác phải cắt thấp xuống nữa và thu ngắn lại các cái cành để cho nó tập trung dinh dưỡng để nó nuôi cái mầm mắt ghép này nha các bác. Bên đây cũng đẩy mầm hết rồi này các bác. Đấy, như cây kia cũng bắt đầu đang đẩy ra các bác. Đấy, như cây kia. Đấy, nhiều bác hỏi bảo là sợ buộc kín như thế thì nó có nảy được mầm ra không. Thế nhưng mà đây là cái cuộn băng tan nha các bác, thì nó rất là mỏng. Thì cây nó đủ lực thì nó sẽ đẩy bật lên thôi. Mình quấn chặt cái quấn kín vào mục đích là để cho cái mắt ghép nó đỡ bị bay hơi nước và nó bị mất nước. Vừa là tránh nước mưa. Đấy, mình tưới thì nước nó không bắn vào những cái mắt ghép đấy thì nó cũng sẽ đẹp hơn, nó sẽ nảy mầm dễ hơn. Đấy, bây giờ em quay cận cảnh cho các bác xem này, để cho các bác hình dung ra và làm nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé các bác. Cái video này em chỉ làm ngắn đến đây thôi, để cho mọi người hình dung ra các cái bước làm thôi nhé các bác. Sau khi ghép thì 10 đến 15 hôm thì cây nó nảy mầm thì các bác thu ngắn lại cái cây thôi. Thu ngắn lại cái cây để cho nó có cái sức để cho cái mắt của mình nó bật lên, nó tập trung nuôi vào cái mắt ghép của mình ấy. Rồi, em xin chào toàn thể các bác ạ.